Đầu tiên phải nói đến thiết kế. Với thiết kế cực kỳ sang trọng và ấn tượng, làm tôn lên vẻ đẹp của căn phòng, nhìn vào là người ta biết dùng đồ xịn rồi. Mẫu mã thì gọn gàng, hiện đại và bắt mắt hơn so với những dòng âm ly thông thường. Được thiết kế bằng chất liệu cao cấp và bền bỉ, hỗ trợ các điều chỉnh cho các thao tác cơ bản nhất, dễ dàng căn chỉnh bằng tay hoặc phần mềm chuyên dụng. Một số âm ly còn có chế độ lưu nhạc tự động, giúp người dùng tiết kiệm thời gian, không phải căn chỉnh lại mỗi lần dùng. Tích hợp nhiều chế độ như feedback, echo, reverb. Thứ hai, giúp tán âm ly khắp không gian, sở hữu công suất mạnh mẽ, có thể đánh full loa 3-4 tấc, công phá một phòng karaoke gia đình. Âm thanh bắt tai phủ khắp dù anh em ở bất kỳ vị trí nào tại phòng, khiến anh em mê đắm trong âm thanh và không ngừng lắc lư theo nhạc. Thứ ba, căn chỉnh mọi loại nhạc chuẩn xác cho âm gia cực phê. Tích hợp cả men và mixer, khả năng xử lý và kiểm soát âm thanh vô cùng nhạy và tinh tế. Khả năng xử lý tiếng vang và tiếng hồi cũng là một điểm mạnh của sản phẩm này, giúp thiết lập chính xác âm thanh đến từng chi tiết. Thứ tư, tăng tính chống hú hoàn hảo cho dàn karaoke. Với công nghệ chống hú, âm ly có khả năng định hướng sóng cho micro, loại bỏ tình trạng nhiễu sóng, kiểm soát âm thanh cực tốt ở cường độ âm thanh cực lớn mà vẫn đảm bảo loa karaoke không bị dè hay là vỡ tiếng. Thứ năm, hỗ trợ giọng hát yếu, hát karaoke nhẹ tênh không cần dùng đến sức, anh em không còn bị đuối hơi hay cố gắng lấy sức ở những đoạn điệp khúc cao trào, tăng cường khả năng hút âm của micro,